Hello bạn, mình hôm nay mình sẽ cho mấy bạn coi dính cá. Rồi giờ cá lên đâu, cá đâu. Hello các bạn, chớm mặt hoài. Hello các bạn, đây là con adu đen ở vùng đất Kangugu. Nó có túi nha mọi người, hai túi luôn mọi người. Lưới đen qua có không? Nó có hai túi nha mọi người. Hả? Có nhiều không? Có một con. Ê, dính cá. Đó, đang gỡ lưới đó mọi người. Để mình phóng to đây cho mọi người coi. Đó đi cho mọi người. Bắt lên hai con cá cho người ta coi. Hai con cá đó mọi người. Rồi. Rồi. Này, mình đi vòng quanh thế giới. Go, go, lên cầu. Vòng quanh thế giới. Đừng có nhúc nhích, màn hình nó nhúc nhích. Để đây. Mọi người nhớ like và subscribe kênh cho mình để mình có động lực quay clip khác, chứ quay cái này chát lắm mọi người. Đúng không mọi người? Dạ. Lại gì lo giới thiệu tên Lâm vậy chân? Mình tên bé Miễm. Đây là bé cu te. Mình tên bé áo vàng. Mình tên bé Miễm nè mọi người. Còn mình cho mọi người coi, đây là bé Nguyễn nè mọi người. Quay mặt lại hello coi. Đó, bé Nguyễn nè mọi người. Bé Nguyễn nè mọi người, quay bằng điện thoại á, mà quay trên sông như nè, nó nguy hiểm lắm mọi người. Gió trước cái là khỏi dài lắm mọi người. Giờ chiếc khen kìa. Nè. Quay cảnh, quay cả đẹp. Gớt điện thoại cái khóc. Ở cho mọi người, xung quanh mọi người. Gung tay. Đây, mọi người. Mình sẽ... Đâu, quay rồi, quay khúc rồi, cắt xong rồi. Đó mọi người, mẹ mình nè mọi người. Lô khúc. Ha mọi người. Đó. Ôi da, cái tay nó gung nha mọi người. Tại sợ trời gớt nha mọi người. Đấy cho mọi người. Đây là công dân. Mọi người nhớ like và subscribe kênh mình nha. Đăng ký nữa. Hello mọi người nè. Ê mẹ mình giơ tay lên hello mọi người không? Chắc mọi người không thấy đâu. Rồi chết ta. Mọi người nhớ like và subscribe kênh của mình nha mọi người. Sao gớt điện thoại? Sao mà nó gung cái tay sao ta? Rồi nguyên bộ chuối với xong nha mọi người. Các phải quay lễ cảnh bên đây coi tụi mình trôi đẹp. Ừ đúng cái rồi. Cái vợ nè, này ai đăng ký? Được các bạn. Go hát cho nghe bạn ơi. Thôi hát dở lắm. Hát không nó không có dở đâu. Hát không nó không nghe dở đâu. Xe lại nha mọi người đứng trên cầu. Đây là em của mình nha mọi người. Và đây là ghe lúa nha mọi người. Tại đang ở trên cầu á, xe chạy ngang nó rung rung cạch đó mọi người. Đây, quay bên kia, quay bên kia, có gì kia mình đi. Đấy nha mọi người. Đâu, nhức đất. Rửa thiệt, mẹ mình đang quay sườn. Kìa mẹ mình đang quay sườn nha mọi người. Bị té xong. Bị ngã về giường á đó làm sao. Hello các bạn, đi tới video của chúng mình. Hello các bạn đã đến với kênh Lâm Sa Maria. Nè, và sau đây mình sẽ cho các bạn nghe em mình hát một bài. Em mình sẽ hát bài Khoai Mộc Lan nha mọi người. Vô. Lên tiếng mới ta cắt được. Là chiếc xe nhẹ bên dưới nằm thanh đó quá cùng những chiếc xe.
dê đó mọi người. Dê. Dê. Phá nhiều rồi. 11 quay clip cho anh á. Quay clip cho anh mới được nhiều người đăng ký. Đó mọi người, đây mình sẽ cho mọi người coi béo đen. Béo đen, đây.